Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Khai dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những Việt Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào cô tu nữ Phúc Hạnh, hôm nay sức khỏe cô thế nào? Ổn định chưa? Xin chào Sít Mita, Sít Như Quang, Sít Thi Lâm, Sít Kim và Sít Nguyễn Hằng. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 240. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratanatha Yassa Vandami Uttho Mahesi Arang Tathagato Lokottamo Sappagaru Vicchetta Kolo Kassasatha Janadammako Vido Vandamahantang Chế này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sinh bằng, thoát ly phiền não cho chăng, tôi thượng giáo chủ kiên năng lượng từ để ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần, con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yết tá sa sát thu nô lô ca nó mần thát sa vi na ca rô cô sáp bành nhu bút thấp bất đi phù tí sành nhá tô quần đà má hành tăng nó ra phù. Cha này giác cầm pháp bảo với nhanh vàng như lai sơ sáng vật màng của minh phát tăng lầm lạc chúng sinh đầy dẫn vật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô với số thô số các tá sát sa quốc cô sát kha su ca mô quốc tham ma sát kha cô nình đa bất sang sa đi na đa rô quá rô quan đa ma hành tăng na ra pù. Cha này gia cần tăng bảo tinh văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần sơ lìa thể pháp phàm nhân ai bì, con xin lĩnh lễ tăng thi đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatha Yate Che Nasikha Me Etuva Thanang Tassa Vi Anupave Nasahasaye Nasi Chattu. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tấn dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 240. Quý vị nhìn lên trên bảng ha. Câu Phật ngôn 240, câu đầu tiên. Ayasa vamalang samuthitang. Ayasa vamalang samuthitang. Thi tăng Ayasa lăng Samut thi tăng. Câu đầu tiên là một câu có ba từ. Ayasa quá là một ha, mạc lăng là hai, Samut thi tăng là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Ayasa quá do hai từ cộng lại, tức là Ayasa cộng với Iwa, Ayasa cộng với Iwa và nó biến thành Ayasa quá. Ayasa do cái từ Ayo. Ayo là một danh từ trung tính. O karanta la pum sakalinga. Và chữ Ayo này được chia theo xuất sư cách. Xuất sư cách mà số ít. Panjami vipatti ekavachana. Tức là chữ Ayo nó biến thành Ayasa. Ayasa cách chia thứ năm ha, bần chấm mì. Ayasa tức là từ sắc,
từ sắc. Sắc đây không phải là sắc đẹp, sắc tốt rồi ha, mà sắc không phải là cảnh sắc, mà sắc là kim loại á. Sắc đinh gì kẽm rồi đó ha. Tức là từ sắc, sắc thì chữ của nó a dồ ha. A dồ là từ sắc, a da sa. Rồi thêm chữ quá phía sau, tức là do chữ y quá, là ví như, ví như từ sắc, a da sa quá, ví như từ sắc. Chữ sắc đúng rồi, bây giờ từ sắc, sắc mà chữ C là sắc đẹp, là sắc chữ T này là sắc kim loại ha. Rồi ai ra sao quá. Từ thứ hai ma lăng. Ma lăng do cái từ ma la. Ma la là một danh từ trung tính, akaranta nó cùng sakkalinga. Mà chữ mala này được chia theo đối cách số x, đối tỷ gia quy pháp tỷ e câu quá trình á, cho nên chữ mala biến thành ma lăng. Ma lăng có nghĩa là vết nhơ rỉ sét, vết nhơ rỉ sét. Cái từ thứ ba samut thi tăng. Samut thi tăng, chữ samut thi tăng này do hai cái tiếp đầu ngữ, tức là tiếp đầu ngữ chữ tăng là một ha, và chữ út là hai ha. Chữ tăng này có nghĩa là hoàn toàn, rồi chữ út có nghĩa là ở trên, và căn ngữ chính của samut thi tăng tức là động từ tha hoặc tí, cái căn ngữ tha, căn ngữ tha này có nghĩa là đứng, căn ngữ tha này có nghĩa là đứng. Thì ở đây samut thi tăng một cái dạng quá khứ phân từ trung tính, một dạng quá khứ phân từ trung tính, có nghĩa là đã được sinh ra. Đứng có nghĩa là tồn tại ha, duy trì, mà nó đã nằm trong quá khứ thì ý nghĩa là đã được sinh ra. Sinh ra ở đây có nghĩa là trụ lại, đứng lại ha. Động từ căn ngữ của nó là chỉ thi tăng, đã đúng là chỉ thi tăng đã được sinh ra. Vậy thì cái câu đầu tiên này, Ayasa wa ma lăng samut thi tăng, câu đầu tiên này từ sắc những vết nhơ được sinh ra. Từ sắc những vết nhơ được sinh ra. Thì ngài và tượng dịch là ví như, như sắc, như sắc, từ sắc sinh. Thì sắc những nguyên nhân được sinh ra. Rồi. Mình chào Sĩ Ca Sĩ Duyên vừa đến với Pháp hội. Bây giờ chúng ta đến câu số 2. Đã tu thai giá tâm mê quá khà đá tí. Đã tu thai giá tâm mê quá khà đá tí. Đã tu thai giá tâm mê quá khà đá tí. Câu số 2 chúng ta có 3 từ. Đã tu thai giá là 1, tâm mê quá là hai,
vật hà đắc tí là ba. Cái chữ tá tà giá đây là một động từ bất biến, cái chữ hai chữ cộng lại tức là tá cộng với út tha giá, tá cộng với út tha giá. Tá ở đây do đại từ tá, tá có nghĩa là nó cái đó, nó cái đó. Rồi uttaya, uttaya nó cũng là một động từ bất biến mà tiếp đối ngữ của nó là út. Rồi ý nghĩa chính của chữ này do cái căn ngữ tha, tức là tha, tha và tí á, à, tha có nghĩa là đứng trụ. Vậy thì uttaya ở đây, động từ bất biến này nói lên ý nghĩa sau khi phát sanh hoặc là sau khi đứng lên, sau khi phát sanh, sau khi đứng lên. Rồi tatuthaya có nghĩa là khi đã sanh ra từ nó, khi đã sanh ra từ nó. Rồi bây giờ từ thứ hai, tâm mê quá. Tâm mê quá, chữ tâm mê quá do chữ tăng cộng với ê quá, à tăng nó cũng giống như chữ tá, đã từ tá ở trên, à đây là cái đấy. Tại từ ta này mà khi nó đứng làm chu cắt, à đối cắt đó, thì chữ ta này nó biến thành chữ tăng. Tăng có nghĩa là cái đó, cũng giống như ta vậy, chữ ta ở trên nha, cái đó. Rồi thêm chữ e quá nè, ê quá, ê quá là nghĩa gì đây? Như vậy cái đó, như vậy cái đó. Rồi cái động từ ở sau cùng ha, kha đá tí, kha đá tí, à đây là một động từ số ít, có nghĩa là ăn nhai, ăn nhai. Như vậy thì câu số 2 này cho chúng ta ý nghĩa ta tốt hài giá tâm mê quá khà giá tí. Sau khi sanh lên từ sắc, nó ăn mòn chính mảnh sắc ấy. Sau khi sanh lên từ sắc, nó ăn mòn chính mảnh sắc ấy. Đó là ý nghĩa câu số 2. À, bây giờ đến câu số 3 ha. Evan atitho na cha ri năng, Evan atitho na cha ri năng, Evan atitho na cha ri năng. Câu số 3 có hai từ Evan ha. Rồi atitho na cha ri năng, chữ e quan là như vậy, e quan như vậy mê tôi suốt tăng được nghe ha. Đó là những bài kinh mà chúng ta hay thấy chữ e quan, à như vậy. Ati thồ na cha ri năng,
Atitho Nacharinang ở đây cái, nó có ba từ nó nằm ở trong này, tức là ati là một ha, thô na là hai ha, charinang là ba. Ba từ này nó không chịu đứng rời ra cho dễ coi mà nó dính chung nhau, nhiều khi nhìn vô thấy muốn mở mắt luôn. Vậy thì ati đây là một phép đồ ngữ có nghĩa là quá rất, ati là quá rất. Rồi chữ thô na đây là một danh từ trung tính, akaranta nó cùng sắc cả lệnh ra. Thô na có nghĩa là vật dụng. Vật dụng là cái gì? À, có bốn loại vật dụng quan trọng ha, gọi là tứ vật dụng. Tức là bốn loại vật dụng đó gọi là tứ vật dụng, mà tứ vật dụng đó gọi là ví dụ như đối với Tây Tạng á, hoặc là trong đời sống của quý vị thì cái điều quan trọng là y phục ha. À, rồi thứ hai nữa là vật thực ha. À, thứ ba nữa là chỗ ngủ ha, nhà cửa. Thứ là thuốc men. Thì bốn cái loại vật dụng quan trọng của đời sống thì gọi là tứ vật dụng ha. À, gọi là tứ vật dụng. Thì ở đây chỉ thô ná cứ nghĩa là vật dụng, là một trong bốn cái loại đó. À, bốn cái loại mà chúng tôi vừa kể đó là y phục, à, vật thực, chỗ ở và thuốc men. Rồi cái từ thô ná xong ha. Rồi cái từ sau cùng cha rí năng. Cha rí năng nó có từ cái từ cha rì. Cha rì là một danh tính từ ha. À, nhưng mà nói về động từ của nó tức là cha rà tí, động từ của nó là cha rà tí, đi bộ, đi lang thang hoặc là sống hay là hành động. Vậy thì chỉ cha rì là việc sinh sống, là hành động. Nhưng mà chỉ cha rì này, à, nó được chia theo đối cách số ít ha, cho nên nó biến thành cha ri, biến thành cha ri năng, cha ri năng. Vậy thì ati thô na cha ri năng, ati thô na cha ri năng, người có sự thọ dụng quá mức, người có sự thọ dụng quá mức, thọ dụng quá mức là cái nha. Người ta hay dùng cái từ gọi là vinh tăng phì gia hay là lợi dưỡng. À, ati thô nó chà rí năng gọi là lợi dưỡng, hay là vinh tăng phì gia, hay là quá độ. Hay như vậy thì qua câu số 4 ha. Câu số 4 chúng ta sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay. Sa ni cầm ma ni na dành ti túc ca tình. Sa ni cầm ma ni na dành ti túc ca tình. Có phải không? Phải không? Hay là đọc bài rồi. Câu số 4. Đúng rồi. Sa ni cầm ma ni na dành ti túc gia tình. Sa ni cầm ma ni na dành ti túc gia tình. Câu số 4 chúng ta có 4 từ. Sa ni là 1, cầm ma ni là 2, na dành ti là 3, túc gia tình là 4. Thì cái từ sa ni do đại từ sa, nó cũng là một danh từ trung tính. A còn anh ta nó cũng sắc cả lệnh ra. Và chữ xá ở đây được chia theo cái kiểu gì đây mà số nhiều, à ni xá có nghĩa là xa, nhưng mà đây là xa ni, à ni cách chia gì đây,
Kim, chữ sa ni nó chia theo cách gì đây? Nó do cái đại từ sa, nó do đại từ sa, nhưng mà ở đây chia theo a ni, số nhiều. Trong những cái từ số nhiều thì thấy a ni nó nằm chỗ nào? Ê hi ê vi ha, a năng ê su à, còn a ni nó nằm ở đâu? Tìm không ra. Đu tì gia ê thôi chứ làm sao mà a ni được. Đu tì gia là ê thôi chứ còn đây a ni mà. Chữ xa nếu mà qua chữ c thì mới là đu tì gia. Còn đây nó là a ni, nếu mà nó là chủ cách thì nó là xa chứ đâu phải là chỉ xa lý. Xa lý xa biết rồi, chỉ xa rồi. Bây giờ sẽ trình bày chỗ này đi. Đưa tay lên nói làm sao mà nó là đúc tỳ gia bị phát tín. Nếu mà bà tha ma thì làm gì có chữ lý. Chỉ xa biến thành chỉ xa là số nhiều của chủ cách. Nhưng mà ở đây nó thêm chữ lý hay sao nữa? Xa lý là sao mà Bà-tha-ma được? Chủ cách số nhiều của nó là A, số ít của nó là O. Thôi, chỗ này chúng ta cứ biết rằng của bản thân nó chi này chi xa lý, rồi cách chia của nó thì đó là một dấu hỏi. Chứ còn nếu mà chúng tôi trình bày theo ở đây nó là coi như chủ cách số nhiều thì thấy không có ổn. Đúng là xa lý là của nó, của hắn, của chính bản thân hắn chi xa lý. Rồi cái từ thứ hai, Kamma ni thì ở đây do cái từ Kamma ha. Kamma là một danh từ trung tính, Akranta, nó phun sa định ra. Và Kamma này ở đây nói rằng chia theo chủ cách số nhiều, Bà Tha Ma, Bà Hú Quá Chả Na Quỳ Pha Ti. Nhưng mà nếu chủ cách của số nhiều của chữ câm má này, thay vì chữ câm ma hoặc là câm mô số ít, câm ma số nhiều, nhưng mà ở đây câm ma ni thì nó cũng giống như chữ sa ni ở trên. Chúng ta có quyền thắc mắc, nhưng mà để đó, ở đây giải thích không được. Cách chia của nó thì có nguyên tắc, nhưng mà ở chỗ này thì không nói được. Quý vị có thể tìm hỏi những vị khác ha. Chỗ này chúng tôi bó tay, nhưng mà hiểu rằng Kamma ni là các cái việc làm, của những việc làm, của những hành động này, do cái động từ karoti nè, chỉ Kamma ni nè. Rồi, na dành tí, quý vị đã từng học rồi, dẫn đến ha, na dành tí, na dành tí. Dẫn đến đúc ra tình chữ đú ở phía trước tức là xấu ác, ga tí là đi, động từ đi, đi đến cái chỗ xấu ác, có nghĩa là bốn cái đọa xứ, bốn là đi đến cái cảnh khổ.
Rồi, lúc về tên đúng sống ác, các tên gắt đi là đi ha. À, đi đến bốn khổ cảnh. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã hoàn thành về ý nghĩa của từ vựng. À, có những cái chỗ thắc mắc thì quý vị cứ đặt nghi vấn, bởi vì vậy cha nhân của chúng tôi chỗ này cũng thắc mắc như vậy đó. À, câu Phật ngôn 240 ha. À, cho chúng ta một cái ý nghĩa. Ví như chắc vị sét đã được sanh lên từ mảnh sắt, sau khi sanh lên từ mảnh sắt nó ăn mòn chính mảnh sắt ấy. Tương tự như thế, các việc làm của bản thân đưa người có sự thọ dụng quá mức, kẻ lợi dưỡng đi đến khổ cảnh. À, ý nghĩa câu Phật ngôn 240 chúng ta xin lặp lại. Ví như chất rỉ sét đã được sanh lên từ mảnh sắt, sau khi sanh lên từ mảnh sắt nó ăn mòn chính mảnh sắt ấy. Tương tự như thế, các việc làm của bản thân đưa người có sự thọ dụng quá mức, kẻ lợi dưỡng đi đến khổ cảnh. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Đa Vô Thơ Lục Bát thế này: rỉ sét vốn từ sát sinh, ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sát này, hành động bất hảo biết hay, tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng. Rỉ sét vốn từ sát sanh, ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sát này, hành động bất hảo biết hay, tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng. Đó là Ngài Hòa Thượng Giới Đức Ha. Còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn: như sát từ sát sinh, sát sinh lại ăn sát, cũng vậy quá lợi dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác. Như sát từ sát sinh, sát sinh lại ăn sát, cũng vậy quá lợi dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác. Rồi, alo, bây giờ chúng ta tìm hiểu trường âm đoạn âm để dòng đọc được ổn định ha. Câu đầu tiên: Ayasa Vamalang Samuthitang, Ayasa Vamalang Samuthitang. Câu đầu tiên chúng ta tìm hỏi thử về cái số lượng, cái câu này được bao nhiêu âm từ. Alo, câu số 1: mình sẽ kiếm nó có 10 âm từ. Rồi, thì tầm an cũng nó có 10. Những người nào mà làm toán cộng nhanh như vậy chắc là đếm tiền cũng cũng lạ ha. Rồi, sau một ngày cực khổ ha, bôn ba đi tối tôi về rảnh rỗi ngồi đếm ha, em biết nó không quen ha, bây giờ nhìn vô đây biết thấy có 10 âm từ. Còn những người khác chị A là một này, chị Giá là hai này, chị Sa là ba này, chị Quá là bốn này, chị Má là năm, chị Lăng là sáu, chị Sa là bảy, chị Mốt
là 8, chữ thi là 9 và chữ tăng là 10. Trong 10 âm từ này chúng ta thấy có tất cả là bao nhiêu trường âm? Bao nhiêu trường âm? Alo, trường âm có được bao nhiêu? Chiếc game, chiếc the man, nó có 4 trường âm. 4 trường âm đó là chữ sa, chữ lăng, chữ mốt và chữ tăng. Trong 4 trường âm này, chúng ta thấy có bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thường? Khó quá ha. Nhìn vào trên bảng để chúng ta có sự chú tâm, có buồn ngủ. Giờ này nếu mà khi nãy thi Lâm mà không gọi là ngủ, ngủ tới bây giờ cũng chưa thức dậy đâu. Hồi sáng ngủ sướng lắm, đồng hồ reo tắt đi, nghĩ rằng sớm quá, người tắt đi rồi con người mình cũng liệm vô trong giấc ngủ. Thi Lâm không gọi là hôm nay chúng ta được nghỉ học ha. Đời học sinh mà có trốn học, nghỉ học là mừng lắm. Nắng mưa là bệnh của trời, mà cúp cua là bệnh của đời học sinh. Khi mà không học là thấy sướng lắm. Chiếc kim nó có một, mà có ai thấy có một không? Nướng cho vàng cháy luôn à. Đúng rồi, vàng mà cháy luôn là ăn vô nó giòn lắm. Nhưng mà hỏi trường âm thông thường được bao nhiêu, không mình sẽ kiên thấy thôi, chưa chắc. Có người thứ hai nữa mới chứng minh là số 1 đó là đúng. Không ai thấy trường âm thông thường, sao mà nhìn qua mà đọc được đây bà con ha? Không phân biệt được trường âm thông thường thì làm sao mà đọc được. Alo, chỗ này thích the man bí rồi nè, cho nên tìm không ra nè. Trường âm thông thường có một, đó chính là chữ sa ha. Chữ trường âm thông thường, tại sao quý vị tìm ra? Thông thường có 5, tức là A, I, U, E, O. Những cái nguyên âm này được gọi là trường âm thông thường. A, I, U, E, O. Dễ ạc ha. Nghe là nguyên âm thì có 8. A, I, U, A, I, U, E, O. Thì 5 cái nguyên âm ở sau á thì gọi là trường âm thông thường. Còn A, I, U là 3 cái nguyên âm đoạn âm. Thì ở đây chúng ta thấy chữ sa nó là một trường âm thông thường. Dễ nè, đâu khó gì đâu. Mà tới chỗ này dễ đầu bí ha. Rồi bí cũng được. Người nào mà bí á, người nào mà coi như là làm khó dễ ha. Xíu cầm micro để thấy cái sự lúng túng của mình, hay là chứng tỏ rằng mình giỏi, rồi không thèm tham gia ba cái vụ là nhỏ nhỏ nhặt này ha. Rồi trường âm thông thường tìm ra rồi ha, đó là chữ sa. Vậy thì trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được mấy đứa? Alo, cũng là hắn. Chiếc game nói là có 2 đứa. Như vậy thì quý vị nào có thấy rằng 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm trên cái câu số 1 này không? Ngủ
cũng im ru ha. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là khi nào chúng ta thấy chữ M có nút ruồi. Thấy chữ M có cái nút ruồi thì nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phía trước nó là một nguyên âm đoạn âm A, I, U. Nếu nguyên âm A thì chúng ta đọc là ăn, nguyên âm Ý chúng ta đọc là in, nguyên âm U thì chúng ta đọc là ung. Vậy thì M có dấu chấm đi theo sau cái nguyên âm phía trước là một nguyên âm đoạn âm, thì đó gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Học rồi mà giáo đọc quên. À, có hai nguyên âm, có hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đó là chữ lăng và chữ chữ tăng. Rồi câu số 1 này có bao nhiêu loại trường âm nó nằm ở trong này? Có bao nhiêu loại trường âm nó nằm trong câu số 1? À, chị Kim nói câu 3 ha. Ai đồng ý không? Chào người em rủ cho người nè. Có ba loại trường âm nó nằm trong câu này mà chúng ta đã tìm ra được là trường âm thông thường dĩ xa, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ lăng và chữ tăng. Vậy thì còn cái loại trường âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn. Quý vị có đồng ý với chị Kim không? Chị Kim nó có 1. Và trường âm nhấn ở đây chính là chữ mút. Tại sao gọi là trường âm nhấn? Bởi vì cái nguyên âm ú nó đi trước hai phụ âm ghép. Nguyên âm ú đi trước chữ T và TH, thì hai cái phụ âm ghép nó nằm phía sau một nguyên âm thì chúng ta gọi là trường âm nhấn và đọc giọng dài ha. Ví dụ như Ayasa Wapma Lang Samuthi Tang. Ayasa Wapma Lang Samuthi Tang, những cái chỗ mà chúng ta đọc kéo dài đó là những trường âm ha, đó là những trường âm. Vậy thì chúng ta đã tìm ra được những trường âm, còn đoạn âm thì có được bao nhiêu? Đoạn âm có được bao nhiêu cũng là hắn, còn mình sẽ kiếm tham gia. Bây giờ the man nhiều thì mới chịu tham gia, còn một hai cái trường âm, một hai cái này cái kia không chịu tham gia. Có 6 đoạn âm ha. Teacher man. A là 1 này, ya là 2, wa là 3, ma là 4, rồi sa là 5, thi là 6. Chính xác. Mấy cái rắc rối này là tính lẻ. Khổ vậy. Còn những cái mà nó đơn giản gọn gàng thì nó dễ quá, không chịu tham gia. Rồi bây giờ coi như cái thái độ mà coi như cái nào khó thì nhào vô, mà cái nào dễ thì khi dễ ha. Rồi câu số 1, mời Sister Man phân tích lại. Alo, phân tích lại câu số 1 này, cái nào là trường âm, cái nào là đoạn âm, rồi hay là hồi nãy giờ bất chước xích kim đây. Rồi thấy bàn tay rồi. Dạ câu số 1, con nói sai xin sư sửa lại giùm. Cái chữ A là đoạn âm, cái chữ giá là đoạn âm, chữ xá là trường âm, chữ vá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ lăng là trường âm, chữ xá là đoạn âm, chữ mút là trường âm, chữ thí là đoạn âm, chữ tăng là trường âm.
Dạ con xin hết. Lô làm một hơi bị ăn liền ha. Một găng là chắc ăn ha. Như ông bà hay nói là văn hay chẳng lựa là dài, vừa đọc đầu bài thì thấy văn hay ha. Nhưng mà đọc chữ xa mà đọc là xa, mà cũng nói là trường âm hay thế ha. Ái giá xa quá, đọc là xa mà nói rằng đây là một trường âm. Cái nào nói trường âm phải đọc là xa, chứ còn nói là chỉ xa mà đọc là gọi là trường âm thì sai, đọc sai. Nhưng mà lại nói đó là trường âm bởi vì đây là chỉ xa chứ không phải chỉ xa nghe. Nếu mà đọc xa nó là đoạn âm. Ở đây Thích Trần Man cũng là một người mới, nhưng mà sự nhiệt tình này để cho chúng ta thấy rằng dù không phân biệt nó thuộc về cái loại trường âm nào, trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc theo dòng nguyên âm, nhưng mà Thích Trần Man cũng biết phân biệt chỗ này đọc dòng ngắn, chỗ kia đọc dòng dài, mà biết phân biệt chữ xa là trường âm, là chữ lăng là trường âm, chữ mút là trường âm, chữ tăng là trường âm. Đó cũng là một sự tiến bộ rồi ha. Rồi bây giờ Sika Krishna có thể phân biệt giống như là Sika the Man không? Alo Sik Viên ơi, là Sik Krishna. Bỏ của chạy lấy người rồi vô đây trình diện. Alo có mặt rồi, đi chơi chỗ khác rồi. Chán ơi là chán, học chỗ này thì bảo đảm trước sau này nhỏ không học lớn làm đại quý. Như vậy câu số 1 quý vị có gì thắc mắc không? Chờ một chút hả? Trời ơi còn chảnh á, còn phải điểm trang nhan sắc rồi này kia, khổ thiệt mấy bà. Không phải như đàn ông, như huynh Minh Tâm, huynh Chánh Ngộ. Alo, cái có mặt liền rồi, lấy lòng quẹt xong rồi, bây giờ mới chịu đưa tay à. Rồi xin mời câu số 1 sao đây. Nam mô Bụt Thầy, con đảnh lễ sư Trí Đức, con xin chào đạo tràng ạ. À. Dạ con đang làm sư mà sư kêu quá con phải lên. Dạ cho con phân tích câu đầu tiên. Á giá xa quá má lăng sám bút á là đoạn âm, giá là đoạn âm, đường quá là đoạn âm, má là đoạn âm, quá là trường và đoạn âm, má là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xám xám là đoạn âm, mút là chữ UTT sư là trường âm nhấn, chữ thí là đoạn âm, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con sai xin sư sửa ạ. Con xin xuất mạch. Hello, Christina đã phân tích là trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Thì như vậy Sik Kim này, Sik The Man đã tặng hoa rồi thì tại sao mình nói là mình sai hả? Anh đã biết phân tích là trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc theo dòng nguyên âm thì chắc ăn rồi. Vô cái chữ nào mình biết rõ chữ đó nó nằm trong cái loại nào, vị trí nó làm sao, và đã phân tích vậy dù bận công việc nhưng mà cầm micro là nói đúng rồi. Sao tu coi đừng có đuổi khách đi nghe,
khách người ta vô ta là làm việc, đừng có nói là ơ tôi đương học thôi, đi chơi chỗ khác đi để tôi học xong rồi cái vô ha, không được nha, làm mới có ăn chứ. Đây câu số 1, như vậy có vị nào thắc mắc nữa không? Câu số 1 này: Ayasa wa ma lăng samut thi tầng, Ayasa wa ma lăng samut thi tầng. Không còn ai thắc mắc nữa ha. Vậy thì chúng ta đến câu số 2. Câu số 2: Tatutthayatame vakkhadati. Tatutthayatame vakkhadati. Tatutthayatame. Câu này được bao nhiêu âm từ, có giống như câu số 1 hay không? À, quý vị làm toán tổng. Ô, cũng 10 luôn hả? À, câu này cũng 10 luôn. Ta là một, tốt là hai, giống. Tha là ba, giá là bốn, tá là năm, mêu là sáu, quá là bảy, kha là tám, đá tí, chín, mười. À, trong ba chữ này, à, tá tu tha giá là một chữ ha, tá mê quá là hai ha, kha đá tí là ba. Trong câu số 2 này, quý vị thấy có bao nhiêu loại trường âm nó nằm trong này? Có bao nhiêu loại trường âm nằm trong câu số 2? À, ơi, chiếc quyền hàng này là ai mà lại nói là có hai loại trường âm ta? À, để coi thì coi, trong hai loại trường âm chúng ta đi vào chi tiết để coi thử có đúng hay không. Trường âm thông thường có được bao nhiêu trong câu số 2 này? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Mình chào nước mắt vừa con tim vừa đến với Pháp hội. Có ba trường âm thông thường hả? Rồi, thích tầm mình. Có thấy ba trường âm thông thường không? Thôi, thích tầm mình biết rồi hả? Ba trường âm trong câu số 2 tức là chữ tha, chữ mê và chữ kha. Đúng rồi, ba trường âm thông thường. À, khi câu số 2 chúng ta tìm được ba trường âm thông thường, vậy thì trường âm nhắn có được bao nhiêu? Trường âm nhắn có được bao nhiêu? Wow, trường âm nhắn xích kim xích Nguyễn Hằng nó có một, và Sizemen cũng nó một luôn, đó chính là chữ tốt. Vậy thì nói cái câu số 2 này có hai loại trường âm là trường âm thông thường và trường âm nhắn, chính xác. Vậy thì tìm ra được trường âm, vậy thì đoán âm có được bao nhiêu? Alo, đoán âm câu số 2 được bao nhiêu? Đoán âm câu số 2 có được 6 ha. 10 mà có 4 trường âm thì còn là 6 đoán âm. Chính xác, qua đi. Vậy thì câu số 2 này, à, mời Sĩ Nguyễn Hằng phân tích câu số 2 này, trường âm đoán âm như thế nào ha. Rồi, bàn tay đâu? Ô, xà thủ, xin mời. Trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Dạ con xin phép, con có xưa sai thì nhờ ngài sửa giùm con xin xuống mít.
Alo, quý vị có nghe gì không? Ở đây nếu mà không bị dịch á thì mấy con gà ở đây nó gáy còn lớn hơn cái tiếng của cái vị này ha. À, gì đâu mà cầm micro nói chuyện mà nhỏ thua con gà đó. À, hên cái là gà nó cho bị dịch chết hết rồi. Chứ còn sống á, thì nó gái chứ ai với Sít Kim là người mà coi như là nghe rõ lắm. Nhiều khi vô học chứ không có chú ý nghe này nghe kia mà nghe gà gái à. Còn huynh mà cha tương ớt á, nghe gà gái thì cứ chát lên câu là sếp hai. À, nhưng mà sao mà đưa tay lên được mình nói chuyện nhỏ xíu mà nghe không rõ gì hết. Bà con nghe rõ không? À, bây giờ alo câu số 2 mời xét niệm từ tới mà không mời lên nữa chắc là xét niệm từ cũng buồn ha. Rồi xét niệm từ thử âm thanh và cho biết câu số 2 bà con phân tích như vậy đó, nhưng mà bây giờ xét niệm từ phân tích lại để coi có đúng không. Rồi xin mời. Dạ. Nam mô Buddha giá, Nam mô Dhamma giá, Nam mô Sangha giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính lễ quý cô tu nữ trong đạo tràng. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ. Cảm ơn Sis Như Quang, cảm ơn Sis Kim cho biết âm thanh rõ. Dạ. Con phân tích câu đó hả sư sư? Dạ. Dạ, câu số 2 hả Sít Như Quang? Dạ. Dạ, cảm ơn Sít Như Quang. Ta tu tha giá ta mê quá khà đá tí. Ta tu tha giá ta mê quá khà đá tí. Ta tu tha giá ta mê quá khà đá tí. Dạ, ta là đoạn âm. Tút là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, đá, tí là hai đoạn âm. Dạ, như vậy trong câu số 2, chỉ có hai loại trường âm, thưa ngài. Một trường âm nhấn là tút. Dạ. Và ba trường âm thông thường là tha mê kha và còn bao nhiêu là đoạn âm là tá giá tá quá đá tí. Vậy là mình có dạ mình có một hai ba bốn dạ. Vậy vậy con đã phân tích xong và dạ, con có sai xin ngài sửa lại giùm con ạ. À. Nam mô Buddha giá dạ. À, sa thủ xin niệm từ tại sao mới đến đạo tràng là mời lên là sinh hoạt cầm micro lè ở cái room này quan trọng là cái giọng nói. À, khi quý vị tham gia mà nói không được là tức lắm, cho nên học á, thì quý vị phải có được một cái giọng nói dù mới đến đi nữa bất ngờ nhưng mà nhìn vô quý vị vẫn phân tích đúng. À, thì như vậy chứng tỏ rằng quý vị có căn bản. À, mà có căn bản vô sinh hoạt mà âm thanh nghe không được là chán lắm. À, quý vị cũng bực nữa nhé, cầm micro không được nên cũng bực lắm chứ, mà cầm được micro rồi cái mic này thì mũ nó dính dữ lắm. À, cầm được micro là khó khăn lắm. À, nhưng mà quý vị coi như mới vô nhìn vô là đọc đúng liền. À, đó là điều mà chúng tôi rất là quan hệ, bởi vì căn bản quý vị đã tự đứng trên đôi chân của mình. À, sau xét nghiệm từ không có chỗ nào sai sót, và Sít Kim là người ủng hộ rất là nhiều, tặng hoa ha, tức là tán dương xét nghiệm từ. Câu số 2 là một câu có hai loại trường âm.
Trường âm thông thường là chữ tha, chữ mê và chữ kha. Trường âm nhắn là chữ tốt. Câu số 2 này không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và xét nghiệm từ đã hoàn thành tốt câu số 2. Vậy thì trước khi bước qua câu số 3, chúng ta ôn lại giữa hai câu này ha. Ayasa wa malang samuthi tang tatut thayatame wakha dati. Ayasa wa malang samuthi tang tatut thayatame wakha dati. Đọc lại lần nữa ha, cho nó liền lạc với nhau nha. Ayasa wa malang samuthi tang tatut thay gia tâm mê quá cà đa tí. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3. Ê quăng á tí thô na chà rí năng. Ê quăng á tí thô na chà rí năng. Ê quăng á tí thô na chà rí năng. Câu số 3 về âm từ nó có giống như hai câu trên hay không? Câu này có bao nhiêu? À, Sĩ Kiên là người lanh tay lẹ mắt ha. Có chín, đem lại coi có phải không. Hai câu trên là 10 mà câu này 9. E là 1, quân là 2, á là 3, tí là 4, thô là 5, ná là 6, cha là 7, rí là 8 và năng là 9. Và đếm lại vậy chắc đếm tiền cũng nhanh ha. Mấy người mà làm ra tiền ha, tính tiền nhanh quá, rồi bây giờ vô đây làm toán cộng thấy quá dễ đi ha. Hỏi bao nhiêu là cho đáp số liền. Chín. Trong chín cái âm từ này thì có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm trong câu số 3? Xin kiếm nó có 5. Bà con có đồng ý là 5 không? Có 5 trường âm trong câu số 3. Chị Nguyên Hằng cũng nói có 5. À, quý vị khác làm sao? Ôi, sức tâm pháp buồn ngủ rồi ha. Mới ngủ gục á, nhắm mắt giật mình cái là thức dậy liền ha, sức tâm pháp ha. Rồi, cũng có 5 luôn ha. Chị E là 1 nè, chị Quân là 2 nè, chị Thô là 3 nè, chị Cha là 4 nè, và chị Năng là 5. Chính xác. Câu số 3 này có 5 trường âm. Trong 5 trường âm này nó thuộc vào bao nhiêu loại trường âm? Nó thuộc vào trong bao nhiêu loại trường âm? Sịt Nguyễn Hằng, Sịt Kim nói rằng nằm trong hai loại trường âm. Đâu phải ông bà con? Bây giờ nói như vậy nhưng mà chưa tin. Bây giờ chúng ta đi vô chi tiết để coi có phải là trong hai loại trường âm nó nằm trong câu số 3 không. Bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thông thường? Sik Kim nói có 3 trường âm thông thường. Sik Nguyễn Hằng cũng nói 3 trường âm thông thường. Còn những vị khác có phải vậy không? Ba trường âm thông thường đó, để tính thử coi. E là 1, thô là 2, cha là 3. E, thô, cha, đó là 3 trường âm thông thường. Vậy thì câu số 3 này bao nhiêu trường âm nhắn? Trường âm nhắn đưa lên hai cái hục dịch luôn. Chị Nguyễn Hằng cũng bất chước ha, cũng một cái hục dịch chắc như là không có. Không có thì chúng ta tìm qua trường âm khác, đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có 2, đó chính là chữ quăng và chữ năng ha. Chữ quăng và chữ năng. Rồi, chính xác. Alo, xin tâm pháp ngủ gục ha. Bây giờ lên phân tích câu số 2 này.
À, câu số 3 này cho nên ở buồn ngủ à, si tâm pháp rồi à, đang cái giật mình thức dậy rồi bây giờ coi như câu số 3 này thấy cũng khó quá phải không si tâm pháp à, câu số 3 phân tích sao đây trong khi người ta nói hai nói ba nói không rồi tùm lum mới đi làm về rồi nghỉ ngơi chút đi ha. Câu số 3 chúng ta thấy một câu này nó khác hai câu trên. Hai câu trên có 10 âm từ, câu này chỉ có 9 ha. Dễ là trường âm thông thường, chữ quân là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, chữ á chữ tý là hai đoạn âm, chữ thô là một trường âm thông thường, chữ na là đoạn âm, chữ cha là trường âm thông thường, chữ rí là đoạn âm và chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi có ai thắc mắc về câu số 3 không? Không ai thắc mắc à? Không ai thắc mắc thì qua câu số 4. Thắc mắc thì chúng ta ôn lại chuyện nhỏ mà. Bây giờ câu cuối cùng là câu số 4. Xà ni cầm mà ni na dành tí túc gia tình, xà ni cầm mà ni na dành tí túc gia tình, xà ni cầm mà ni na dành tí túc gia tình. Câu số 4 là câu chấm dứt. Câu này quý vị thấy có bao nhiêu loại trường âm nằm trong câu này? Bao nhiêu loại trường âm nằm trong câu này? À, Sư Kim nói có ba loại trường âm. Chắc không đó, Sư Nguyễn Hằng này bắt chước người ta. Chắc không đó, cầm micro lên nói lý nhí cho người ta nghe không được. À, rồi, bởi vì coi như bắt chước người khác, cho nên chỉ cái chiếc game chat sao là chiếc Nguyễn Hằng này cũng bắt chước vậy. À, câu số 4 này ha. À, chiếc Nguyễn Hằng coi như đưa tay lên nói sao cho người ta nghe rõ này, chứng tỏ là mình không copy, không bắt chước người ta này. Rồi phân tích câu số 4 mời chiếc Nguyễn Hằng nói cho nghe được nghe. Rồi trường âm thông thường, lý là đoạn âm, ná là đoạn âm, danh là trường âm thông thường, tý là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, tin là trường âm theo giọng đọc theo giọng nguyên âm. Trong câu này có một có bốn trường âm thông thường là chữ sa, chữ câm, chữ ma, chữ danh. Một trường đó, đọc theo một trường âm nhấn là chữ đúc và một trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ tim, còn năm đoạn âm là chữ ní, chữ ná, chữ tý, chữ giá. Dạ con xin hết, con có sai xin tư xử. Alo, 123, 123, mến chào Huynh Minh Tâm, lâu quá mới gặp lại. Chỉ có Huynh Minh Tâm mới giải quyết được vấn đề này ha. À, thường thường á,
người ta nói mình tự tin ăn to nói lớn phải không? Còn mấy người mà không tự tin copy hoặc là có ai người ta ai sao tôi vậy á thì nó nhí 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 trong miệng á, để người, cho người ta nghe không được. Còn cái người mà coi như tự tin á thì phải ăn to nói lớn chứ. Cái câu số 4 này phải nhờ Huệ Minh Tâm giải quyết giùm. Câu số 4 là câu kết thúc câu Phật ngôn này, nhưng mà Sư Nguyễn Hằng nói nhỏ quá, chỉ nghe được cái chữ tí thôi à, còn mấy chỗ khác nghe không rõ. Rồi bây giờ coi như câu số 4 này mời Huynh Minh Tâm nè ha, lâu quá trốn học nè, bữa nay phải vô trả bài mới được. Câu số 4: Sa ni cầm ma ni na danh tí đúc đá tình, trường âm đoạn âm sao đây Huynh Minh Tâm? Alo, Huynh Minh Tâm ơi, trời ơi, mang Oppo, có trách nhiệm đối với cái room này, mà thấy cậu này khó quá, không biết phải phân tích làm sao, ăn rồi đi chơi quá đi, rồi quên hết rồi, bây giờ vô cái room này mà coi như rồi bỏ chạy nữa rồi, thấy không? Đọc không được, rồi bỏ của chạy lấy người, không dám mở vô room. Rồi, mang ốp vô mà bây giờ như vậy thì làm sao đây? Alo, Sik Christina, thấy có tham gia nè ha. Rồi, Sik Christina coi như là phân tích câu số 4 này ha. Sik Nguyễn Hằng hay là âm thanh vậy là thua rồi. Alo, sao đuổi khách đi hết chưa? Nào đuổi đi hết rồi thì đưa tay lên. Ủa, giờ cũng còn hả? Ủa, đưa tay lên hả? Xà thủ phân tích câu số 4 nha. Nam mô Bụt Thầy, con kính lễ sư trí đức, con chào đạo tràng ạ. Dạ đuổi hết là con gặm cỏ luôn đó sư. dạ cho con phân tích câu số 4. Sani kamani na yan ti duka ti tinh tinh. Dạ sa là trường âm thông thường, là trường âm thông thường. Kam là hình như là con nghĩ là trường âm nhấn. Ma là trường âm thông thường, ní là trường âm thông thường, đoạn âm. Ná là đoạn âm. Giang là trường âm nhấn. Tý là đoạn âm. Trước hạ không biết chữ, cái chữ đó đọc làm sao ta, là trường âm nhấn. Gá là trường, là đoạn âm. Tin tim tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con có vài ba chữ, dạ xin sư sửa giùm con ạ. Dạ con xin xuống.
Sikvetina. Đọc mà thấy không được tự tin gì hết à. Đọc mà không biết là đúng hay là sai nữa, khổ quá. Rồi, Quỳnh Minh Tâm ơi, tâm thành lại nha. Alo, rồi Quỳnh Minh Tâm, cái máy này hiệu Quy Đăng rồi ha. Có vấn đề cái gì nữa, ăn đi chơi rồi cái máy cũng đi chơi luôn ha. Rồi sửa lại chỗ âm thanh á, Quỳnh Minh Tâm. Rồi câu số 4, rồi mời Sít niệm từ chỉnh sửa lại để kết thúc cái câu Phật ngôn này ha. Mời Sít niệm từ ha, câu số 4. Alo, sa ni cầm ma ni na dành ti đúc ra tình, xin mời. Dạ. Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sân Khà giá. Lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức và dạ, con kính lễ đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý cô tu nữ và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin phân tích câu số 4. Sa ni kham ma ni yan na yan ti đắc gat tin. Sa ni kham ma ni na yan ti đúc gat tin. Dạ chữ sa là trường âm thông thường, ni là đoạn âm, kham là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ni là đoạn âm, ná là đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đất là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ như vậy trong câu số 4 mình có ba loại trường âm thưa ngài. Mình có trường âm thông thường là sa, ma. Dạ mình có trường âm nhấn là danh, đất. Dạ trường âm đọc theo giọng nguyên âm là tin. Dạ trường âm nhấn có khâm, dân, đất là ba. Dạ trường âm đọc theo giọng nguyên âm có một là tin. Dạ, trường âm thông thường thì có sa và ma và còn bao nhiêu là đoạn âm là ní, ní, ná, tí, gá. Dạ thưa sư, nghe con đã phân tích xong. Dạ con có sai, xin ngài sửa lại giùm con ạ. À. Con xin dâng bích lại cho ngài. Nam mô Bụt Thà giá. Dạ. Sa thú xích niệm từ và sai thì cũng đã sửa rồi ha. Tức là nói về trường âm nhấn thì có ba, nhưng mà khi nãy phân tích có hai là chữ danh và chữ đúc, thiếu chữ cầm, rồi sau lại cũng sửa chữ cầm là một trường âm nhấn. Như vậy thì câu này có đầy đủ ba loại trường âm: trường âm thông thường chữ sa, chữ ma; trường âm nhấn chữ cầm, chữ danh và chữ đúc.
và trường âm đọc theo giọng nguyên âm chi tinh. À, như vậy là chính xác. Sa thủ xin niệm từ để kết thúc câu Phật ngôn 240. Và bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha, để hai câu này nó được với nhau. Ê quần a ti thô na cha ri năng sa ni cầm ma ni na dành ti đúc gia tình. Ê quần a ti thô na cha ri năng sa ni cầm ma ni na dành ti đúc gia tình. Ê quần a ti thô na cha ri năng sa ni cầm ma ni na dành ti đúc gia tình. Rồi, như vậy có 3, có 4, có vị nào thắc mắc không? À, không có ý kiến. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. À, đây là một câu hơi khó đọc, quý vị đọc mệt nghỉ, nhưng mà mệt nghỉ ở chỗ trường âm nha. Bởi vì câu số 2, cuối câu số 2 nó là đoạn âm. À, chúng ta không thể đọc hai câu được, mà chúng ta đọc nghĩa là chỉ được dừng lại nơi trường âm mà thôi. Bây giờ chúng ta đọc chữ Ayasa wa mắt lằng samut thi tằng ta tốt thà ya tam mê wa kha đa ti e hoàng a ti thô na cha ri năng sa ni tâm ma ni ti đúc gia tình. Đọc một hơi, quý vị cũng mệt nhé. Mệt thì quý vị cứ nghỉ. Ayasa wa ma lang samut thi tang ta tu thai ya ta me wa kha da ti e wang a ti tho na cha ri nang sa ni kam ma ni na yan thi duk ga tin. Ayasa wa ma lang samut thi tang ta tu thai ya ta me wa kha da ti e wang a ti tho na cha ri nang sa ni kam ma ni na yan thi duk ga tin. Như xét từ sắc sinh, sắc sanh lại ăn sắc, cũng vậy quá lợi dưỡng, tự nghiệp dẫn cõi ác. Rồi bây giờ chúng ta đọc theo giọng kinh ha, trường âm đoạn âm. Rồi mời bàn tay của quý vị. Con xin chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con cảm ơn cô nhiều quan cần đã cho tín hiệu nghe rõ. Có một người nghe rõ thôi, có một người coi một người nữa đây mới đọc. Rồi cảm ơn cô Diền và cảm ơn Minh Tâm. Trời ơi huynh Minh Tâm ơi, cảm ơn niệm từ, cảm ơn The Man 45. Trời ơi trời, âm thanh của huynh Minh Tâm là giống như sư tử hống vậy đó, nghe rền rang luôn. Sao bữa nay rồi sư tử hống bị tắt tiếng rồi không nghe gì được nữa, máy quýt sao quăng là quăng sao bích nữa, quăng máy mới máy xịn thành máy dịn. sorry nha, thôi để đọc nha, mỏi nhọn quá sư la nữa. Dạ yeah. Mua máy mới, máy đó cô Ninh Tâm nói máy mới đó, cô niệm từ máy mới đó. Máy mới mà không biết làm sao đó. Sư kêu rồi máy mít xung quăng gì đó, quăng xung bích rồi quăng nó đi. Giờ chắc nó trục chặt gì đó, chắc cái âm thanh nó bị gì đó, gắn không đúng nút đó mà. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú câu 240 đi, để sư la nữa. Vô không đọc đọc, nói mệt chết đi con. Dạ con xin đọc à. Ok, con đọc bây giờ đó. Ayasa wa ma lang samuk thi tang ta thuk ta yata me wa kha da ti e vang a tích hồ na cha ri năng sa ni kham ma ni na yang ti đúc gia tình. Ayasa wa ma lang samuk thi tang ta thuk ta yata me wa kha da ti e vang a tích hồ na cha ri năng sa ni kham ma ni na yang ti đúc gia tình. Ayasa wa ma lang samuk thi tang ta thuk tha ya ta me wa kha da ti e vang a ti tho na cha ri nang ta ni kha
ma na dằng tí đúc gá tình ayasa quá ma lằng sa múc thi tằng ta thúc tà gia tam mê quá cà đá tí ê vằng a tí thô na chà ri nằng xà ni khầm mà ni na dằng tí đúc gá tình. Mới mới hiểu quân quy đăng đã quăng đi. Ok, như xét từ sắc sinh, sắc sanh lại ăn sắc, cũng vậy quá lợi dưỡng, tự nghiệp dẫn cõi ác. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Còn thấy sự cho còn ba cái bông hướng dương này, chắc là không có đọc sai. Dạ, trả máy con xin cảm ơn sư. Dạ, mời quý vị khác lên nha. Dạ, trả máy lên nha, mời quý vị khác lên nha. Nam mô Bụt Thầy, dạ con xin trả bài ạ. Ayasa wa ma lang samuthi tang ta tu tha ya ta me ya ka da ti e wang a ti tho na cha ri nang sa ni kam ma ni na yang ti đắc ga tiên. Như xét từ xét sinh, xét sanh lại ăn sắc, cũng vậy quá lợi dưỡng, tự nghiệp dẫn cõi ác. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ạ. Dạ, con xin đọc lần nữa. Ayasa wa ma lang samuti tang ta tu tha ya ta me wa ga da ti e wang a ti tho na cha ri nang sa ni kam ma ni na yang ti đắc ca tin. Dạ, con có sai xin sư sửa. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con niệm từ Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, một lần nữa con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính lễ quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 240 ạ. Dạ. Ayasa wan ma lang samut ti tang ta tu tha ya ta me wa kha da ti e wang
Atito na chari nang sa nikam ma ni na dành ti chút ga tin. Ayasa wa ma lang ti tăng ta tu tha yan ma ya ta me wa kha da tin e wang. Atito na chari nang sa nikam ma ni na dành ti đúc ga tin. Ayasa wa ma lang samuti tang ta tu tha ya ta me kha wa kha da ti e wang ati tho na cha ri yang sa ni kham ma ni na yan ti duk ga tin. À, con xin đọc chữ việt của ẩn chữ việt của hòa thượng Thích Minh Châu. Như xé từ sắc sinh, sắc sanh lại ăn sắc, cũng vậy quá lợi dưỡng từ nghiệp dẫn cội ác. Ayasa wa ma lang samuti tang ta tu tha ya ta me wa kha da ti e wang ati tho na cha ri yang sa ni kham ma ni ya yan ti duk ga tin. Dạ, con xin đọc bản chữ việt của hòa thượng Dư Đức ạ. Rỉ sét vốn từ sắc sanh, ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắc này, hành động bất hảo biết thay, tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng. Dạ, con đã đọc xong, con có đọc sai, dạ, xin Ngài sửa lời dùm con. Dạ, niệm từ xin mời đạo tràng lên trả bài tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Alo, 123, 123. Không biết nghe có phải hay không? À, cái chữ trong câu số 3, e quang atitho na cha ri năng. Cái chữ cha ri năng thì nghe xin niệm từ đọc ở chỗ này cha ri dân. Nếu mà viết chữ gì correct á thì chỉnh sửa lại giùm. Cha ri năng ha, chữ năng giống với chữ dân. À, xin được coi lại chỗ này ha, hai ba lần đọc thì thấy chỗ này là cha rí dần chứ không phải là cha rí năng. À, thì xin niệm từ qua lại chỗ đó ha. Cha rí năng ha, nếu mà chữ năng đó thì m có dấu chấm và nghe giống như chữ dần nhỉ. Rồi nếu mà chúng tôi nghe lầm xin lỗi nha. À, đọc vậy là quá hay rồi. Rồi, Sister Man. À, mất cả hiệu đưa tay nữa không biết mà. Alo, phân tích quá hay mà bây giờ lên đọc cũng ngại nữa, không biết làm sao. Sister Man đâu rồi? À, hay là muốn đọc giọng kệ ha? Cái giọng kinh thì dễ quá rồi. Bây giờ muốn đọc giọng kệ hay giọng kinh? À, lật đặt đưa tay liền ha. Alo. Alo. Alo, 123, 123. À, thấy câu này khó quá. Lên trình diện có mặt. À, rồi, ra lại im thuộc hả? Rồi, mời Huynh Minh Tâm. Trời ơi, Huynh Minh Tâm mà không đọc là một cái sự thiếu sót lớn. Dạ, alo, 123, 123. Alo, alo, 123. Dạ, ông Đức Ba nghe không ạ?
alo, 1 2 3, 1 2 3. Dạ, sao thú, dạ. Hôm nay phải cảm ơn cô và Như Quang, cô Như nó lót cái mic của con, nó không có cho con nói nha. Là trả tiền nó nói đó chứ, mới trả 60 đô nó chơi, nó không cho mình nói, thiệt tình mà phót không cho mình nói. Dạ thôi, trước hết con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư trí thức. Dạ, kính chào quý Phật tử. Con xin phép đọc câu 240. Không biết sao mà cái chữ nó nhỏ quá vậy đó. Á giá xà quá má lằng xá mút thí tăng ta tút thà giá tá mề quá khà đá tí ê quăng á tí thồ ná chà rí năng xà ni cầm mà ni ná dành tí đúc gá tinh. Con chỉnh rồi sao cái này, làm sao cho cái chữ nó bự lên chú ơi, chữ này nhỏ quá. Mới xài cái mới này nó khó quá, không có download cái cũ về được. Thôi ráng đọc để đạo tràng chờ đợi. Á giá xà quá ma lằng xá mút thí tăng tá tút thà giá tá mề quá khà đá tí ê quăng á tí thồ na chà rí năng xà ni cầm mà ni na dành tí đúc gá tình như xét từ sắc sinh sắc sanh lại ăn sắc cũng vậy quá lợi dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác. Nhà câu này hay quá, không biết đọc đúng rồi, đọc lại cái nữa. A gia xà quá ma lằng xà xám bút thí tăng ta tút thà giá ta mề quá khà đa tí ê quăng a tí thồ na chà rí năng xà ni cầm mà ni na dành tí đúc gạ tình như xét từ sắc sinh sắc sanh lại ăn sắc cũng vậy quá lợi dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ mời domain 45 ạ. Alo, alo. Dạ, cho con xin đọc câu kinh số 240, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như xét do sắc sanh, trở lại ăn thân sắc, ác nghiệp mình tự tạo, dẫn mình đến cõi ác. Ayasavamalang samutitang tatutthaya tamewakhadati evang atitho nacharinang sanikhammani nayanti dukkhatin. Ayasavamalang samutitang tatutthaya tamewakhadati evang atitho nacharinang sanikhammani sanikhammani nó dằn tí đức gia tình. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức: rỉ sét vốn từ sắc sanh, ăn mòn tiêu mại rất nhân sắc này, hành động bất hảo biết hay, tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng. Á giá xà va ma lằng sa mút thi tằng ta tu ta thà giá ta mê quá khà đá tí ê vàng á tí thường na chà ri nàng sa ni cầm ma ni na dằn tí đức gia tình. Dạ con xin hết. Alo, 123, 123.
Thấy câu này hay quá, đọc đọc nữa ha. Hay sao mà muốn cầm mic nữa? À, thay vì người ta đọc chậm chậm từ từ thì từ mai này làm lắp fan luôn ha. À, mình ăn liền làm liên lệ rồi càng giữ mic luôn, không chịu trả này chứ. Cố thiệt, khi mời lên thì chậm chạp, nhưng mà lên rồi thì làm ào ào giống như rừng Trường Sơn ào ào lá đổ ha. À, công nhận đi sau mà về trước mới đến với đạo tràng mà thấy rất là tiến bộ. Sa thu thế từ men. Hôm nay vị nào đọc cũng hay ha. À, tuyệt vời. Câu Phật ngôn 240 mình xin đọc lại và chúng ta đọc theo giọng kệ kinh lời và tới kệ nhé. Ayasa quá ma lần sa mút thi tần ta tu tha ya ta mê quá kha đa ti e quang a ti thù na cha ri năng sa ni cầm ma ni na danh ti đúc ca tình. Đọc lần nữa. Ayasa quá ma lần sa mút thi tần ta tu tha ya ta mê quá kha đa ti e quang a ti thù na cha ri năng sa ni cầm ma ni na danh ti đúc ca tình. Đây là một cái câu mà đọc dẫn kệ rất khó, nhưng mà chúng ta hy vọng quý vị sẽ đọc nữa. À, đọc một lần hai câu ha. Ayasawa ma lang samuti tang ta tu thaya tamme wakhadati e wangati thu chari nang sa nikamma nên dân ti đục gia tình ai gia sa quá mà lăng sa mô thi tăng ta tu tha gia ta mê qua kha đa tì e quan a ti thu na cha di nặng sa ni cam ma nên dân ti đục gia tình ai gia sa quá ma sa mô thi tăng ta tu tha ya ta mê quan e quan a ti thu na cha ri năng sa ni cam ma ni ya ni na dân ti đục gia tình. Đọc lại lần nữa. Aya sa wa ma lăng an sa mô thi tăng ta tu tha ya ta mê qua ca đà tì e quan a ti thu na cha ri năng sa ni cam ma ni na dân ti đục gia tình. Như xét từ sắc sinh, sắc sinh lại ăn sắc cũng vậy, quả lợi dưỡng tự nghiệp dẫn tội ác. Rồi quý vị thấy dòng kệ dễ đọc hay khó đọc? Chúng ta cứ lấy bốn từ trước, bốn từ trước và sau thì theo âm giọng của mình. À, quý vị cố ý ráng đọc một lần hai câu để bổ sung ý nghĩa cho nhau ha. Nếu quý vị đọc được hai câu đầu thì hai câu sau hoặc là những câu sau chắc chắn sẽ đọc được. À, hai câu đầu quý vị thấy rằng Ayasawa ma lăng sa mô thi tăng ta tu tha ya ta mê wa kha đa tì, tức là một câu chúng ta lên một câu chúng ta xuống thì thành ra một cái âm điệu. À, chắc chắn là quý vị đọc được rồi. Bây giờ vị nào hay là lâu quá Huynh Minh Tâm không đọc, hôm nay lên kể một lần đi với Huynh Minh Tâm. Hôm trước thầy Sĩ Kim lên kể một lần, bà con bỏ của chạy lấy người. Hôm nay Huynh Minh Tâm mà lên kể một cái nữa, chắc là bà con quan hỷ nè, vỗ tay liền. Alo, có ai lên kể không? À, như vậy thì chúng ta đi vào duyên sự ha. À, thời gian trôi qua rất là nhanh, mà câu Phật ngôn này thì cũng hơi khó đọc. À, hơi khó đọc. Thôi thì để chờ cái câu nào dễ dễ ha.
À, chúng tôi ôn lại một lần nữa rồi đi vào duyên sự ha. Ayasa wa malang samuthi tang tatuthai yatame wa kha dati evang atitho na cha ri nang sa ni kam a ni na yan ti duk ra sin Ayasa wa malang samuthi tang tatuthai yatame wa kha dati evang tu na cha ri nang sa ni kam a ni na yan thì đục ra sinh à, như xác từ sắc sinh, sắc sanh lại ăn sắc cũng vậy, quá dưỡng từ nghiệp dẫn khỏi ác. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kiều Viên, về đề cập đến Đại Đức Tích Sa, à, một thiền gia tử, à, một thiền gia từ tôn nhà lễ giáo, sau khi xuất gia thọ trụ tục giới, được gọi là Đại Đức Tích Sa, tức là trong một cái gia đình coi như là thượng lưu, tương đối khá giả, thì có một công tử đã được đi xuất gia và được đặt tên là Tích Sa. Vị này ăn cư mùa mưa trong một ngôi chùa ở miền quê và được dâng lên một tấm vải thô dài 8 tấc. Khi mãn mùa ăn cư, xong lễ tự tử rồi, thì Đại Đức Tích Xá mang tấm vải ấy gửi cho người chị. Người chị nghĩ rằng tấm vải này không xứng với em trai của ta, rồi dùng cái dao rọc vải ra từng mảnh, bỏ vào cối giả ra nhuyễn, sau đó xe chỉ lại, gọi thợ dệt đến và dệt thành một tấm vải rất là mịn. Còn Đại Đức Tích Xá, khi mà đi tìm kim chỉ, rồi rủ vài vị sư trẻ đến để mà may y. Khi mà đến nhà, người chị mới hỏi rằng: chị hãy đưa vải cho tôi sẽ may thành y để mặc. Người chị rút tấm vải mịn tiếng hát tay chào cho Đại Đức Tích Xá. Đại Đức Tích Xá trả ghi ra và nói rằng: tấm vải này của tôi nó thô, chỉ có 8 hát tay mà thôi. Còn tấm vải này mịn mà là dài tới 9 hát tay. Đây không phải là tấm vải của tôi, tôi không dùng để nó. Hãy đưa tôi tấm vải mà tôi đã trao cho chị. Thưa Ngài, đó chính là cái tấm vải của Ngài, Ngài hãy dùng nó đi. Đại Đức Tích Xá không chịu nhận. Khi ấy người chị mới bày tỏ sự thật các cái việc mình làm, rồi dâng tấm vải đến Đại Đức Tích Xá. Bạch Ngài, tấm vải này thuộc về Ngài, xin Ngài cứ nhận lấy đi. Khi biết rõ sự thật như vậy, Đại Đức Tích Xá mang vải về chùa, rồi khiến mấy vị sa di may y. Chị Ngài cúng dường vật thực đến các vị sư may y. Khi y mà may xong, thì của Đại Đức Tích Xá còn dâng cúng thêm một bữa cơm rất là thịnh soạn. Đại Đức nhìn thấy cái lá y mới, sinh ra cái tâm ưa thích nó, mới nghĩ rằng ngày mai ta sẽ mặc tấm y này. Và Đại Đức Tích Xá đã xếp y lại, phơi y trên một cây sào. Đêm đó, Đại Đức Tích Xá bị trúng thực, đau bụng mà chết. Tái sanh làm một con rặn, nó nằm trong chiếc y đó. Người chị hay tin Đại Đức Tích Xá chết, thằng khóc lăn lộn dưới chân các vị tỳ kheo. Sau khi hỏa táng xác của Đại Đức Tích Xá xong, Chư Tăng quyết định: cái vị Đại Đức này không có người nuôi bệnh, cho nên chiếc y này thuộc về tăng chúng. Vậy thì chúng ta hãy bắt thăm, ai bắt được thì cứ nhận. Con rặn nó nằm trong la y, nó chạy lăng quăng, chạy qua chạy lại, nó kêu lên rằng: mấy ông này cướp đoạt tài sản của tôi, mấy ông này ăn cướp cái y của tôi. Mặc dù đang ăn trong hương thấp, Đức Thế Tôn với thiên nhĩ nghe được những tiếng kêu thét của con rặn,
Ngài dạy Ngài Ananda rằng: Này Ananda, hãy bảo Chư Tăng giữ chức y của Tỳ Khưu Tỳ Xá lại. Qua 7 ngày sau, hãy đem y chia. Ngài Anan đã làm theo lời dạy của Đức Bổn Sư. Đến ngày thứ 7, con rồng chết tái sanh lên cung trời Đấu Xuất. Và qua ngày thứ 8, thì Đức Bổn Sư ra lệnh: Các vị tỳ khưu, hãy chia nhau lá y của Tỳ Xá đi. Các vị tỳ khưu vâng lời. Thế rồi trong giảng đường, các vị tỳ khưu cùng bàn luận với nhau: Tại sao Đức Bổn Sư phải bảo giữ cái y này 7 ngày đến ngày thứ 8 mới cho phép đem ra chia? Đức Phật người đến và hỏi: Này các tỳ kheo, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận về vấn đề gì? Bạch Đức Thế Tôn, câu chuyện về cái lá y như vậy như vậy. Nghe vậy thì Đức Phật giải thích rằng: Này các tỳ kheo, thì Đại Đức Tích Xá đã tái sinh làm cái con rồng trong cái chiếc y của mình. Khi mà các thầy chia cái y đó thì con rồng nó chạy lăng quăng và nó là những ông này cướp giật y của tôi, mấy ông này ăn cướp y của tôi. Nếu mà các thầy lấy chiếc y đó, nó sẽ phát sinh cái tâm oán hận và phải sa vào địa ngục. Do đó Như Lai bảo giữ cái y này, sau 7 ngày được hãy chia. Bây giờ Tích Xá đã thọ sanh về cõi trời Tushita rồi, cho nên các người hãy cứ sử dụng chiếc y này đi. Bạch Ngài, thật là đáng sợ cho cái tâm tham ái. Thật vậy này các vị kheo, đối với chúng sanh tham ái thật là đáng sợ. Như sát sanh ra từ sắc, rồi là ăn mòn ngay cả sắc, làm cho hư hoại thành cái vật vô dụng như thế nào. Thì cái tham ái sau khi sanh khởi giữa những cái chúng sanh, làm cho họ phải rơi vào đọa xứ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Natula. Đẩy họ xuống, họ xuống cái hố của sự diệt vong là như vậy. Và Đức Phật đã thuyết trên câu Phật ngôn 240: Ayasa Vamalang Samuthitang Tatuthaya Tame Vata Dati Evang Atitho Nacha Rinang Ta Nikam Mai Ninayan Tituk Gia Tình. Như xét từ sắc sinh, sắc sanh lại ăn sắc, cũng vậy quá lợi dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác. Và cuối thời pháp với câu Phật ngôn này, thì nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Vật. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng chuyển kiếp còn tham giữ lá y, 7 hôm làm rận quả sân si, thì thương đợi đến trời Đấu Xuất, bạn sợ e xa ngục đại tỳ, kể thế vẫn tưởng sanh hữu hạn, người tu chưa biết tử vô kỳ, lâm chung một phút quên tưởng niệm, khổ cảnh luân hồi khó thoát đi. Duyên sự của Phật ngôn 240 chúng tôi đã trình bày xong, và thời gian còn lại xin mời quý vị thuận về câu Phật ngôn này. Rồi, trước tiên mời Huynh Minh Tâm, lâu quá Huynh Minh Tâm đi chơi sung sướng ha. Bây giờ hãy gom lại cái đại ý của câu Phật ngôn này nói về cái gì. Xin mời Huynh. Dạ, không biết đồng men có chia sẻ gì không. Thấy thấy đồng men cầm mic sao không thấy nói gì hết, chắc lỡ đụng nhầm nút gì đây. Dạ, dạ cảm ơn cô Kim cho biết nghe rõ. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ thì cầu pháp cú 240 thì cái điều nó
Minh Tâm cũng rất là tâm đắc với cái câu pháp cú này, bởi vì chúng ta cũng thấy nhất là những người mà tuổi nó về chiều, nhà tuổi nó về chiều thì chúng ta thấy chuẩn bị phải có một cái cuộc chia ly, cuộc chia ly để chúng ta làm lại từ đầu, bởi vì biết luân hồi mà. Chúng ta cứ sanh rồi tử, sanh rồi tử, nó cứ như vậy mà chúng ta làm biết thôi. Thì mà càng về chiều đó thì cái xác suất của cái sự chia ly nó sẽ càng tăng lên. Và quý vị thấy rằng cái mà nó thường ngày chúng ta sống đó, thì chúng ta cứ gom vào nhà tài sản của mình, rồi con cái của mình, rồi thân bằng quyến thuộc của mình, rồi vợ chồng của mình, rồi cha mẹ của mình, rồi bản thân, cái thân này nè của mình, chúng ta có nhiều cái của mình đó. Thì quý vị thấy rằng tắt thở một cái đó thì tất cả những cái mình đó đó thì nó đồng loạt mất, đồng loạt mất. Thì cái sự chấp nhận này nó khó xảy ra lắm, rất là khó xảy ra, vì chúng ta cứ luôn luôn có cái tâm niệm những cái của mình đó. Mà cái nào mà mình bám càng nặng đó thì chúng ta càng khó bỏ. Trong cái cuộc sống quý vị thấy rõ ràng, ví dụ giờ mình tâm nó đơn giản thôi, quý vị đi ngoài đường, quý vị rờ túi, rớt mất 2 đồng, tức là những cái trong túi mình có 2 đồng, nãy ai mới thối mình 2 đồng, bỏ túi mình đi rớt mất 2 đồng, thì cái sự buồn đó đó nó rất là nhỏ, nó có 2 đồng thôi. Đương nhiên nó có buồn quý vị nha, có buồn, nhưng mà cái buồn 2 đồng nó nhỏ thôi mà quý vị mới ai mới đưa cho quý vị một cái gì đó rất là quý, ví dụ giờ bà xã ví dụ đưa cho chiếc nhẫn hột tròn, anh là tay em đau quá đeo không được, bỏ vô túi mất, nhưng mình đo lại nó rất mất rồi. Thì người thấy rằng như mất chiếc nhẫn hột tròn đó thì cái sự đau buồn đó thì nó lớn, nó lớn thì nó cứ tăng dần theo cái mà mình quý. Mình càng quý một cái gì đó thì sự chia ly nó đó chúng ta càng đau khổ. Đây là cái điểm mà mình phải thường xuyên mình suy tư. Cho nên có một cái điều mà quý vị cũng nên suy ngẫm, khi mà mình được cái gì đó mà mình rất là thích, một cái gì đó mà tự nhiên do nhân duyên gì đó nó đến với mình, do nhân duyên đó, một cái gì đó đến với mình mà chúng ta thích nó dữ lắm, thì ngay lúc này chúng ta nên nhớ tới cái câu pháp cú 240 này để chúng ta xả bớt cái thích đó đi. Bởi vì nếu mà chúng ta không xả bớt cái thích đó đó thì lúc mà nó chia tay đó thì nó chúng ta đau khổ rất là nhiều. Như nãy mình ta thí dụ giữa cái 2 đồng và một cái chiếc nhẫn hột tròn, thì quý vị thấy rằng cái sự chênh lệch của đau khổ nó rất là nhiều. Thì bây giờ cũng vậy, một cái gì mà nó đủ duyên nó đến với mình mà mình quá thích, mà nếu chúng ta không xả bỏ bớt cái sự vui đó, sự thích đó đó, thì chúng ta sẽ đau khổ rất là nhiều khi nó chia tay. Mà sự chia tay là một sự bắt buộc, chúng ta không thể nào mà chúng ta không có cái sự chia tay cả. Bất cứ một cái gì nó đến với quý vị thì bảo đảm nó phải đi, bảo đảm nó phải đi. Trong tích sự của câu pháp cú này thì cái y đó nó đi ngay lúc mà là cái vị sư này giả từ, giả từ dương gian, thì nó chia hết luôn, cái gì nó cũng đi hết thì cái y này nó cũng đi luôn. Ở vì thấy rằng cái điều rằng là cái sự đến đi làm cái chuyện mà nó đương nhiên. Cho nên quý vị có một cái gì đó mà mình càng quý thì ngay lập tức chúng ta phải xả bớt cái sự thích đó đi, xả bớt cái sự mà quan hỷ đó đi, bằng một cái điều chân đế rằng là mày đến rồi mày sẽ đi, mà khi nào mà nó đi thì chúng ta lại không có biết. Giống như trong câu câu chuyện vị sư này thì
đêm hôm đó là nó đi liền. À quý vị thấy có điều nó rất là độc thủ hay quý vị. Trong nó thí dụ vậy hiểu cái đơn giản này. Mình mới dò tờ giấy số. Mới dò tờ giấy số. À mà mình trúng số vài triệu đô la Mỹ. À quý vị thấy thì cái tâm của chúng ta chắc là nó rất là hoan hỷ ha. Không biết đạo tràng có nghe không ạ? Dạ alo. Alo 123 123 và dạ, room thì nó vắng quá, không biết máy của Minh Tâm cũng mới mua cho nên cũng không biết là nó còn nghe không ạ. Dạ dạ cảm ơn niệm từ, cảm ơn cô Kim. Cảm ơn Phúc Thành. Thì mình trúng tờ giấy số thì à quý vị biết rằng là cái căn cái chỗ rằng là đêm nay khó ngủ à. Khó ngủ hả? À. Không biết là làm sao mà giữ cái tờ giấy số ở đây thì nó là tờ giấy thôi nhưng giá trị nó rất là lớn à, quý vị thấy không, thì cái tâm của chúng ta nó rất là mừng à, nó rất là vui à, mà quý vị biết là cái mà buồn nhất là đêm đó mà chúng ta tắt thở quý vị. Quý vị tưởng tượng đúng tờ giấy số mà đêm đó mà buồn nhất là tắt thở thì cái tâm mà chúng ta ra đi chắc quý vị có nghĩ rằng mình ra đi một cách thông dong tự tại không à, quý vị ngồi suy ngẫm thử. Dạ đêm đó mà lỡ mà bệnh hoạn là chắc chúng ta hồi hộp dữ lắm, trời đất ơi chú chúng được mấy triệu mà nó chưa có lãnh được nó, bây giờ đêm nay mà giả từ cái trọ là cũng kẹt lắm à, mà mình lỡ mình chơi ngu á, mình ký cái tên mình vô cái gì ký vô người khác lãnh được không gì đâu à, mình ký cái xong giấy đó à, ký tên của mình rồi người khác lãnh được à, lúc này nó còn khổ lớn nữa. Lỡ bệnh rồi đêm nay tắt thở mai tờ giấy này vẫn là tờ giấy à, quý thấy không, thì quý thấy rằng chúng ta nói một cái câu trời tôi là tu tập lâu năm rồi nó đi thoải mái như nghĩ lúc đó thì ra đi thoải mái không à, chúng mình tầm cái khó lắm vậy ta. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống mình phải cố gắng thường xuyên quán tưởng ngay cái nhân nhà, tức là lúc mà mình đúng cái gì đó đó. À, những cái nhỏ thôi, cái lớn thì nó hơi khó, những cái nhỏ thôi, nhà được cái gì đó mình nói nó liền một câu rằng mày đến là mày sẽ đi, nha, cái bởi vì cái cuộc đời nó như vậy, nó đến rồi nó sẽ đi, mình cứ nói như vậy thôi, nó đến rồi nó sẽ đi, mình nói riết để mình có một cái bản lãnh, à, bởi vì thật sự thì nó sẽ đi quý vị, nha, bất cứ gì nếu quý vị ngồi nhìn lại những cái điều này chúng ta biết hết á, à, sống lâu năm thì quý vị biết hết rồi. Vì chia tay rất là nhiều, đến đi đến đi đến đi mình nói thiếu đều cả triệu cả tỷ cái chứ không ít đâu, thành thử cái việc mà đến đi này chúng ta chiêm nghiệm rất là nhiều, nhưng mà thường thì chúng ta gọi là phước tỉnh ăn lê à, chúng ta coi như chuyện bình thường à, chứ thật sự ra thì với cái công phu nha, của những người già đó thì thật sự ra là chúng ta phải hiểu cái điều này đi, cái bài học đến đi này chúng ta học cả triệu cả tỷ lần. Thế nó không ít, rất là nhiều cái chúng ta đã chia tay. Và quý vị nhớ lại xem thời thơ ấu, biết bao nhiêu cái đồ chơi chúng ta, biết bao nhiêu bộ đồ chúng ta đã bận, biết bao nhiêu đôi dép chúng ta đã mang. Quý vị có thích hay không? Dạ xin thưa rất là thích quý vị. Nhưng mà chúng ta có chia tay không? Chúng ta chia tay rất là nhiều chứ không phải là một nữa. À quý vị thấy không? Thì bài học chúng ta đã học cả triệu lần, cả tỷ lần. Nhưng mà chúng ta không thuộc bài. Cho nên tới lúc mà chúng ta chia tay đó, thì chúng ta vẫn quyến luyến như thường, vẫn luyến như thường à, chừng nào quý vị rớt mất à, 10.000 20.000 đô la mà quý vị nở một cái nụ cười rằng hiểu rằng là nó đến rồi nó đi à, thì lúc này quý vị là coi như là bài học đã gần thuộc rồi đó à, thì vậy thì tới lúc chúng ta tắt thở đó thì dù quý vị cầm tờ giấy số chưa lãnh quý vị cũng sẽ ra đi một cách gọi là êm xuôi. À, tự mình gọi là hộ niệm cho mình ra đi em xui, chứ còn không á thì à, xin thưa chúng ta không thể nào mà nói rằng tôi ra đi nó em xui cả à, không thể nào nói rằng là tôi à, không có gì phải luyến gọi là luyến tiếc nha à, xin thưa nó chúng ta phải thường xuyên tu tập giống như một người ta nói là cái gì quân đường đổ mồ hôi và chiến trường bất đổ máu, thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta hàng ngày không có sự tu tập, không có sự chuẩn bị thì chúng ta sẽ giống như vị sư và chúng ta phải đọa quý vị đọa điều, bởi vì cái tâm của mình lúc đó nó quá luyến ái vào vào cái việc đó đi quý vị nghĩ rằng một tờ giấy số mà mình sắp trúng mà chưa kịp lãnh
Và bây giờ mình chết vậy, nó là cái tâm mình nó không có bám được tại số đó thì cái này hơi khó tin luôn vậy ha. Hơi khó tin. Cái nó rất là chuyện bình thường, à, chuyện rất là bình thường. À, do vậy thì trong cái cuộc sống, những cái câu pháp cú nó rất dễ hiểu, ngắn và gọn, nhưng mà để hiểu một cái cách thuộc bài đó thì chúng ta phải đòi hỏi công phu rất là lớn, và để chúng ta mới có thể bình chân như vậy, tức là không có cái gì mà rung chân cả, bình thản quý vị. Bởi vì cuộc sống thật sự chúng ta đã từng chia tay rất là nhiều, đã từng chia tay rất là nhiều. Giống như Minh Tâm hay kể, quý vị biết rằng có nhiều người nói ồ nhưng mà nó không có lớn. Xin thưa, sau năm 1975, Minh Tâm không phải nói vậy, vì chỉ nhắc quý vị thấy là có nhiều người họ từ một cái người giàu có, một người nổi tiếng ở Sài Gòn thời bấy giờ, quý vị thấy rằng là đùng một cái thì họ phải hai bàn tay trắng, để đi vào gọi là cái trại cải tạo hay là cái nhà tù của cộng sản. Thì quý vị thấy rằng nó mất nhanh lắm quý vị à. Thì quý vị thấy rằng lúc đó là cái lúc mà nếu chúng ta có cái câu pháp cú này giảm chúng ta chứng mắt lắm. Tôi thấy, bởi vì quý vị thấy không, à, chúng ta làm sao mà lúc đó mà mình không có đau khổ nhiều, mình không có luyến tiếc, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, đủ thứ chuyện hết, quyền quy cái gì gọi là mình đều nắm hết ở trong tay, như vậy thấy không, đùng một cái mình mất trắng hết. Thì cái sự chết của chúng ta nó cũng vậy đó quý vị. Quý vị càng có nhiều danh vọng, càng có nhiều tiền tài, càng có nhiều cái đó, thì lúc mà mình tắt thở đó thì càng có nhiều cái để mà mình bám víu, càng có nhiều cái mà chúng ta không thể buông được, không thể chúng ta buông được. Thì cái điều đó, cái điều là mình phải nên suy ngẫm như vậy. Cho nên quý vị thấy rằng là Đức Phật đã dạy chúng ta cố gắng và từ bỏ thì chúng ta an vui ít, từ bỏ nhiều chúng ta an vui nhiều, mà chúng ta từ bỏ hoàn toàn thì chúng ta mới gọi là bớt đi cái sự, không còn cái sự mà gọi là bám vào vật chất nữa. Cho nên như vậy thì trên cái vấn đề tu tập đó thì mình phải cố gắng thật là nhiều quý vị, cố gắng thật là nhiều, bởi vì nếu không đó thì chúng ta cứ mãi luân hồi, cứ mãi luân hồi, và không nữa chúng ta sẽ dễ sanh vào những cái khổ cảnh. Bởi vì do cái tâm luyến ái của mình thôi, do cái tâm luyến ái của mình thôi. Còn con xin sám hối nha, lâu 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 vô room nói hết giờ rồi, bây giờ là hình như giờ Việt Nam là 6:33 rồi, lố 3 phút rồi. Con xin sám hối sư cả, con hơi nhập tâm nói hơi nhiều, con trả mít lại cho sư cả, con một lần nữa kính chúc sức khỏe sư cả và đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Alo, cái trò man này hay thuật lét quá ha. À, khói đưa tay ha. À, sa thú Huynh Minh Tâm, vắng mặt đạo tràng thời gian. Bây giờ coi như quên đi cái nội quy của chương trình rồi ha. À, 6:30 chúng ta kết thúc, chứ không phải 7 giờ. À, bởi vì sinh hoạt tới 7 giờ thì cái thời gian làm việc của bà con bị cản trở, nhất là ở Việt Nam, thì quý vị thông cảm ha. Sinh hoạt tới 6:30 là chúng ta kết thúc, mà hôm nay Huynh Minh Tâm chia sẻ cái đề tài này, câu Phật ngôn này rất là hay. Ở tờ vé số không là thấy ăn không ngon, ngủ không yên, hào hứng gì mấy ông sư có cái y mới mà chưa mặc mình đã đem ra chia cũng tức chứ hả. Cho nên làm con đẹp con rằng đó là cái ý nghĩa do cái tâm tham ái.
buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây vừa khỏe lẽ. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta, bớt đi cái tấm lòng tham. Đó là cái mục đích của câu Phật ngôn này. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi phục trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, chư oai lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Etena sacchavacche na so thi vô hô tu sabbada. Do lời chân thật này, kính dân quả phước nên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội hiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Hài Nha, chúc quý vị một đêm an vui, một ngày an lạc. Và chúng tôi xin phép được đóng gương.